đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h.
Sắp đến trạm thu phí. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h.
đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Lưu ý, bạn đang đi quá tốc độ cho phép. Lưu ý, bạn đang đi quá tốc độ cho phép. Đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Chú ý, phía trước có camera giao thông. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h.
đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Chú ý, phía trước có camera.